chuyện sương gió kể nghe niềm ước mơ. Nhưng anh vắng hồi thư hay là anh hững hờ hoặc là anh không nhớ. Em đâu khác người xưa ngày lẫn đêm cay đắng, hỏi anh có hay không? Chỉ cần một hồi ấm là em mừng vui lắm, cớ sao anh phụ lòng? Ngày xưa anh còn nhớ nàng Tô Thị bồng con. Tròn mối duyên đầu đẹp lòng anh yêu dấu xưa chức nữ chàng ngưu từng đắng cay dài dầu chớ ô thước bắc cầu. Còn anh từ xa cách làm em hờn em trách, hỏi anh có đợi hồi ấm thêm hoa đành lẻ bóng nhớ thương anh ngập. Còn anh từ xa cách làm em hờn.
hợp